Em Đức Hải Dương xin gửi lời chào toàn thể quý chị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô của Em Đức Hải Dương. Mới nhất trong ngày hôm nay thì Em Đức Hải Dương lại vừa về thêm một mẫu xe Daewoo Lalot sản xuất năm 2003 với phiên bản số sàn máy xăng. Và chiếc xe Daewoo Lalot này thì được nhà sản xuất trang bị động cơ máy xăng 1.6 với phiên bản số sàn. Và hiện tại với cái mẫu xe Daewoo Lalot này thì em Đức đang chào bán với giá 76 triệu đồng. Anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc ga Thái Kim Thành, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp em Đức qua số điện thoại là 0962567089 để được kết nối Zalo trực tiếp. Và anh chị và bạn cần thông tin chi tiết gì về cái mẫu xe này thì em sẽ Đức sẽ gửi thông tin cho anh chị và các bạn qua Zalo hoặc Facebook các bác nhá. Mẫu xe này thì em Đức làm rất đẹp rồi, dọn sơn từ trong ra ngoài rất là sạch đẹp luôn. Và xe là bảo hành cho anh em chị em là không lốp đụng, không tai nạn, không thể kích, máy êm, gầm chắc, côn số rất nhẹ nhàng các bác nhá. Chiếc xe này bác chủ cũng đầu tư khá là ok anh em nhá. Đèn là sáng choang luôn. Bộ tem thì rất là lên chân kính anh nhá. Đã độ lên sport rồi. Đấy. Một chiếc xe giá khá hợp lý. Bằng một chiếc xe máy thôi, che nắng che mưa, điều hòa mát rét luôn. Đấy, sơn đồng cực đẹp, zin các bác nhá. Không mục ngọt. Anh chị và các bạn đang xem clip của em Đức thì nhớ cho em Đức một lượt chia sẻ và một lượt like. Bác nào mà mới xem clip của em Đức lần đầu tiên thì quan tâm những dòng ô tô cũ đã qua sử dụng thì nhớ bấm đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất bên nước về theo ngày tháng. Một cái dòng xe khá là lành thôi các bác nhé, rất là thuần luôn. Daewoo Lalot, xe rất đẹp rồi, cực đẹp luôn anh em ạ. Xe là bảo hành cho anh em không đâm đụng, không tai nạn, không thể kích anh em nhé. Và sau đây em Đức sẽ vào phần chi tiết của mẫu xe Daewoo Lalot này các bác nhé. Đây các bác này. Lốp này thì là lốp được trang bị la răng sắt ốp nhựa. Đấy. Xe là bảo hành cho anh em mà không có mục ngoặt gì luôn các bác nhé. Không mục ngoặt gì. Đấy, lốp đây. Lốp nạp vào đây. Bộ tem của nó rất là lên chân kính luôn anh em nhé. Kính của nó này, kính zin luôn anh em nhé, kính Daewoo luôn. Đấy. Daewoo Lalot. Cửa giả thì đóng cả là hít luôn anh em nhé. Các bạn nhìn này. Đấy. 2003. Chiếc xe này độ nguyên bản rất là cao anh em nhé. Hai đầu rồi. Giá khá hợp lý thôi. Đấy. Tem của nó chữ Daewoo này, các bạn nhìn này. Rất là ăn tiền luôn. Dán những cái đồ chơi khá là bắt mắt. La răng hộp nhựa. À, chiếc xe này thì đã được dán thêm cái phần đèn cho nó sáng trong luôn anh em nhé, sáng trong luôn. Xe rất đẹp nha anh em nhé, xe đẹp luôn. Đấy. Mặt cản ga lăng cũ theo năm tháng anh em nhé. Đây các bạn ạ, xe thì còn rất đẹp luôn. Anh em chúng ta mua về chiếc này chỉ được sẵn đi thôi nhé. Giá 76 triệu. Rất phù hợp túi tiền cho các bác. Đó, rất phù hợp. Rất phù hợp luôn. Kẻ thêm chân mày cho em nó. Rất đẹp nha các bác nhá. Cực đẹp luôn. La răng sắt úp nhựa. Và dán thêm cái bộ nó khá là ok. Lên rất lên chân kính luôn anh em ạ. Đây. Cửa giả nó cũng cực khít anh em ấy. Sản xuất năm 2003. Máy 1.6 với số sàn. Là dàn sản xuất này. Các chủ nhân dán thêm support của anh em. Lưng support này anh em. Lên lưng chân tiền lên thôi nhé. Giá 76 triệu này anh em chúng ta về chỉ việc đổ xăng thôi. Khá hợp lý. Đây các bạn nhìn này.
Anh chị và các bạn là chúng ta mua mẫu xe này đi về là sử dụng là em thấy rất hợp lý anh em nhé. Dịch Covid cú viết này mua một xe máy chưa đến 100 triệu 76 triệu đồng là đã có xe ô tô đi 5 chỗ ngồi. Đấy, và mẫu xe này thì còn rất đẹp anh em nhé. Và sau đây em Đức cùng với quý anh chị và các bạn vào phần nội thất của cái chiếc Daewoo Lalot này cho các bác xem về chi tiết của nó này. Xe của nó thì rất đẹp, còn rất ok anh em nhé. Keo chỉ của nó đây các bạn này, keo chỉ zin đét luôn anh em nhé. Các bạn nhìn này, sports dàn sports ghế lì anh em nhé, ghế lì và vô lăng của nó đây các bạn này. Các bạn nhìn bộ vô lăng nó cực đẹp luôn anh em nhé, vô lăng của nó đây cực đẹp luôn các bạn này. Rất hợp lý. Trần nỉ ghế nỉ anh em nhé, trần nỉ ghế nỉ. Đấy, giá rất bình dân, rất hợp lý. Vừa tầm tiền. Với mẫu xe Daewoo Lalot này thì nó cũng như là chiếc Matiz anh em ấy. Kính sau là kính của nó, kính quay tay. Kính quay tay, tay tay các bạn ạ. Quay tay rất nhẹ nhàng thôi. Đấy, kính sau kính quay tay. Giá khá hợp lý thôi. Toàn bộ là ghế đỉ hết nhé anh em nhé. Rất thơm luôn. Đấy, toàn bộ ghế đỉ hết. Chân nỉ, ghế nỉ. Đấy, xe thì rất vụ vắn và rất đẹp luôn anh em. Cực đẹp luôn. Và đây là cái cốp đằng sau. Tập một quả lốp xưa cua dự phòng bằng la răng sắt anh em nhé. Lốp xưa cua dự phòng bằng la răng sắt, kích kiếc đầy đủ hết. Đấy, chả thiếu gì. Xe thì cũng sẵn đi thôi. Keo chỉ đít đây anh em ạ. Xe còn rất đẹp luôn các bạn, cực đẹp luôn anh em nhé. Xe rất là vuông vắn, rất là đẹp luôn. Giá rất hợp lý, rất hợp lý và phù hợp túi tiền cho anh em chúng ta mua về thay một chiếc xe máy che nắng che mưa. Gương kính chỉnh điện. Các bác nhé, gương kính chỉnh điện. Đây, kính quay tay rất là nhẹ nhàng thôi. Đây, kính quay tay là gọi là nồi đồng cuối đá rồi các bác nhé. Đây, kính điện nhiều lúc còn trục trặc còn không lên không xuống được. Một mức giá rất bình dân, hợp lý, vừa túi tiền. Tabi của nó rất đẹp anh em, tablo còn rất đẹp luôn, cực đẹp luôn anh em ạ. Cực đẹp luôn. Vô lăng đồng hồ đây anh em ạ. Đấy, đồng hồ của nó là được trang bị bản đủ anh em nhé. Gương kính chỉnh điện, trợ lực tay lái rất là nhẹ nhàng. Đây, keo chỉ của nó đây các bạn này, bé như sợi tăm này luôn anh em ạ. Bé như sợi tăm luôn. Đây là khoang động cơ của chiếc Daewoo Lalot anh em nhé. Sơn của nó bên trong là vẫn sơn của xe nguyên bản luôn. Xe là bảo hành cho anh em mà không đập đụng, không tê lại, không ngập nước. Đấy, máy êm, gầm chắc, côn số rất nhẹ nhàng. Daewoo Lalot. Máy của chiếc này thì như Gentra anh em nhé. Máy Gentra thì nó cũng giống máy này luôn. Máy Gentra. Đến bây giờ Gentra là vẫn sử dụng cái loại máy động cơ này các bác nhé. Động cơ 1.5. Xe này bảo hành cho anh em đụng đụng anh em đấy. Keo chỉ nó này bé, đeo ra đeo rất bé thôi anh em ạ.
luôn các bác nhé. Và anh Đức sẽ vào nổ máy đi. Và cái mẫu xe Daihatsu Nano này thì đã được trang bị nên kim phun điện tử rồi anh em nhé. Máy rất êm luôn. Đây các bạn, bản đủ là nó thêm một cái kim ga các bạn ạ. Đấy đấy, các bác đạp ga là nó lên. Nếu bản thiếu là nó không có cái đồng hồ này đấy, nó chỉ có ba đồng hồ bé, hai đồng hồ bé, một cái đồng hồ to thôi anh em nhé. Đấy, bản đủ nó hơn nhau cái đấy. Đấy, bên hai là kính điện anh em nhé, kính điện. Đây, kính điện này nên rất là mượt mà luôn, trơn tru, 76 triệu đồng thôi. Đấy, rất là mượt luôn. Giá rất bình dân và phù hợp, hợp lý. Vừa túi tiền. Đây, các bạn. Máy nổ êm ru. Kim phun điện tử rồi anh em nhé. Máy rất êm. Không có một giọt hơi thừa nào anh em nhé. Không có hơi thừa nào chứ cả. Máy êm luôn. Và một lần nữa em Đức rất cảm ơn quý anh chị và các bạn là luôn luôn theo dõi kênh mua bán trao đổi ô tô của anh Đức Hải Dương. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn ở những video clip lần sau. Vâng, em Đức chào bác nhá.